Xin chào quý bà con đang theo dõi video này của em. Hôm nay bà con hãy cùng em đi khám phá những tính năng và lợi ích của thuốc trừ bệnh Bitop 350SC này nhé. Bitop 350SC là một sản phẩm thuốc trừ bệnh tiên tiến, kết hợp giữa hai loại hoạt chất mạnh mẽ, được biết đến với khả năng diệt tế bào nấm bệnh bằng cách ngăn chặn nấm xâm nhập và ức chế tổng hợp ergosterol. Bitop 350SC là sự lựa chọn lý tưởng cho bà con trong việc kiểm soát và phòng trừ nhiều loại nấm bệnh hại quan trọng như lem nếp hạt, kháng thư, phấn trắng, vàng lá, rỉ sắt trên nhiều loại cây trồng khác nhau. Bitop 350SC hoạt động nội hấp và lưu dẫn mạnh mẽ, mang lại hiệu quả cao trong việc ngăn chặn sự lây lan và phát triển của các mầm bệnh, đảm bảo sự bảo vệ toàn diện cho cây trồng. Một chai này có thể tích là 240ml. Về liều dùng, bà con pha 25ml thuốc cho 25 lít nước, lượng nước phun cần sử dụng là từ 400 đến 500 lít nước trên mỗi hectare. Như vậy, Bitop 350SC không chỉ là một sản phẩm thuốc trừ bệnh tiên tiến, mà còn là một người bạn đồng hành đáng tin cậy của bà con trong việc bảo vệ và phát triển nông nghiệp bền vững. Bà con hãy nhanh tay đặt hàng hoặc để lại số điện thoại phía dưới phần bình luận. Sẽ có đội ngũ kỹ sư Dr. Len hỗ trợ tư vấn chi tiết cho mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở video tiếp theo.